Hello mọi người. Khắc công xin chào mọi người. Chào đón mọi người quay lại với series video hài hước của Khắc công. Câu chuyện đầu tiên của video ngày hôm nay có tên là Nhận ra một điều. Ông chồng nằm trên giường bệnh đã nhiều tháng, luôn được bà vợ chăm sóc rất tận tình. Một buổi sáng mở mắt ra, ông ta thều thào gọi: "Mình luôn ở bên tôi những lúc khó khăn. Khi tôi bị sa thải, có mình an ủi. Khi tôi bị phá sản, mình giúp đỡ. Khi tôi ngã từ trên tầng 2 xuống, mình cũng chăm lo. Khi sức lực tôi kiệt quệ, mình vẫn vui vẻ. Và tôi nhận ra một điều." Bà vợ âu yếm hỏi: "Gì thế mình?" "Chính mình đã đem lại cho tôi những điều xui xẻo." Vâng, ông chồng nói ra câu đó và lại đấm cho không kịp phát nào và đi sang thế giới bên kia luôn. Câu chuyện có tên là 10 ly và 2 giờ đêm. Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà. Vợ vừa mở cửa, vừa đay nghiến: "Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá 2 ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm." "Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy." Hai con số là uống 10 ly và về nhà trước 2 giờ sáng đó các bạn. 10 ly, uống 10 ly và trước 2 giờ sáng. Kinh, tiểu lượng ghê đấy. Tiểu lượng kinh khủng đấy. Câu chuyện có tên là Chim đi bộ. Từ trường học đến cậu bao xa? À, khoảng 3 km đường chim bay. Thế còn chim đi bộ thì bao xa? Đúng rồi, đường chim bay là một đường thẳng, còn đường đi bộ là không bao giờ thẳng hết, trừ khi hai điểm ở trên một con đường thôi. Câu chuyện có tên là Ngu vì thấy ngực to. Chú bé được bố mẹ đưa đi tắm biển, đến bãi tắm thấy một chị có bộ ngực đồ sộ. Chú hỏi: "Sao của chị kia to vậy?" Bà mẹ xấu hổ vì thấy của mình nhỏ nên nói: "Con đừng nhìn, những người như vậy là những người rất đần." Chú bé lại chỉ vào của quý một ông hỏi: "Sao của chú kia to vậy?" Bà mẹ đỏ mặt: "Những người đó rất ngu, con đừng nhìn." Một lúc sau, không thấy chồng đâu, bà mẹ bảo chú bé đi tìm. Chú đi một hồi rồi trở về nói với mẹ: "Con thấy bố đang nói chuyện với một cô rất đần. Càng nói thì trông bố càng ngu." Con thấy bố đang nói chuyện với một cô ngực to. Càng nói thì chỗ của quý của bố càng to. Vâng, chúng ta sẽ đến với Huyền thoại vô va. Câu chuyện có tên là Nhắc khéo. Trong giờ học về phép lịch sự, thầy giáo giảng: "Trong xã hội hiện đại, chúng ta luôn phải cư xử hết sức tế nhị và lịch thiệp, đặc biệt với phụ nữ. Ví dụ khi thấy váy của cô gái bị vấy bẩn thì các em nên nhắc một cách khéo léo như: trên vai cô có vết bẩn đấy, cô gái sẽ nhìn xuống vết bẩn trên váy mình." Cả lớp vẫn im phăng phắc và gần như không có phản ứng gì trước lời chỉ dạy của thầy. Trong khi đó, thấy Vova gật gù: "Vova, em hãy cho ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn." Vova gãi đầu, gãi tai, chưa biết trả lời sao thì nhìn thấy thầy giáo quên cài khóa quần. Vova liền cho ví dụ: "Thưa thầy, dây kéo trên cà vạt của thầy bị tuột đấy ạ."
Vâng, kéo khóa quần và dây kéo trên cà vạt. Hay, quá hay. Nova không làm cho chúng ta thất vọng. Mời mọi người uống sữa chua trân châu đường đen nhá. Sữa tươi. Câu chuyện có tên là Vẫn Chưa Đâu. Có ba du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc. Ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, ông thứ nhất đem về 10 quả táo, vừa nhét đến trái thứ hai thì đã bị nghẹn và đời thế là hết. Ông thứ hai may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to và cũng bị đám thổ dân ăn thịt. Hai người lên tới cổng thiên đàng. Ông thứ nhất hỏi sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm chi để bị ăn thịt vậy. Ông thứ hai trả lời, lúc đó tôi thấy cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dừa. Về phần ông khách thứ ba, thấy hai người kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy. Đám thổ dân liền đuổi theo tới một bờ vực cùng đường. Ông này sợ quá la lên, trời ơi chết con rồi. Có tiếng nói từ trên vọng xuống, con chưa chết đâu, hãy cầm cục đá đập vào đầu tên thủ lĩnh. Ông này làm theo, tên thủ lĩnh chết. Đám thổ dân nổi giận đùng đùng. Ông khách sợ quá la to, trời ơi chết con rồi. Có tiếng nói từ trên trời vọng xuống, đó bây giờ con mới chết đó. Bữa quá, câu chuyện bữa quá. Câu chuyện có tên là Hình Vẽ. Mẹ dạy con nhận biết các hình trong sọ, các hình học trong sách. Còn đây là hình gì? Mẹ chỉ vào hình bầu dục. Là hình bầu dục à? Tốt lắm. Còn đây là hình gì? Mẹ chỉ vào hình bán nguyệt. Đây là hình bán dục à? Hình bán dục nha các bạn. Mẹ chỉ vào hình bán nguyệt thì nó trả lời là hình bán dục ạ. Bầu dục và bán dục cũng hợp lý. Câu chuyện có tên là Cầu Cứu. Một người hớt hải chạy đến đồn cảnh sát. Các anh hãy cứu tôi với. Tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi. Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không? Không làm sao mới chết chứ.
và cô ấy đang trên đường đến đây. Rồi xong. Không cảnh sát nào cứu được ông chồng rồi. Câu chuyện có tên là Trung Thủy. Jim nói với cô bồ: bất cứ điều gì em muốn anh sẽ làm, nhưng còn chuyện cạo râu thì không bao giờ nhé. Còn ở nhà thì anh ta bảo vợ: anh để râu để chứng minh cho em thấy sự trung thủy của anh. Một hôm, cô bồ của Jim cảm thấy nghi ngờ rằng Jim là một người đã có vợ. Cô ta nói: em sẽ không yêu anh nữa nếu anh không chịu cạo râu đi. Mặc cho Jim năn nỉ hết lời, cô gái vẫn không đồng ý. Cuối cùng Jim phải nhượng bộ, cạo đi bộ râu của mình. Thế rồi tối đó, khi trở về nhà, Jim cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người vợ trung thủy của mình, và sợ sẽ phải thú nhận sự thật. Jim nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên vợ mình. Cô vợ liền quay sang ôm mặt anh ta và thì thầm nói: anh yêu, hôm nay không được đâu. Gã chồng râu rậm của em sẽ về nhà bất cứ lúc nào đấy. Vâng, một câu chuyện về ông ăn chả bà ăn em rất là hay các bạn ạ. Câu chuyện bức thư đến từ địa ngục. Một người đàn ông lên đường đi nghỉ hè, lúc vợ của anh ta đi công tác chưa kịp về. Họ sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Tới nơi, anh ta vội vàng gửi email về cho vợ. Do đánh sai địa chỉ, bức thư của anh ta thay vì được chuyển về cho vợ thì nó lại đến một phụ nữ có chồng vừa qua đời ngày hôm trước. Khi người vợ quá tội nghiệp nọ mở hộp thư, bức thư hiện ra, bà ta thét lên một tiếng khủng khiếp, té xuống sàn nhà và chết thẳng cẳng. Nghe tiếng thét, người nhà chạy vào phòng thì chỉ thấy một bức thư trên màn hình máy tính. Vợ yêu quý nhất của anh vừa đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để đón em vào ngày mai. Người chồng yêu quý nhất của em. Vâng, một sự tình ngờ mà mang lại một cái chết cho một người. Đúng bức thư từ địa ngục, đúng bức thư đến từ địa ngục luôn. Đúng ý nghĩa. Câu chuyện có tên là Cái Mông. Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7, cô giáo vẽ lên bảng một cái vòng tròn và đường kính. Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova buộc miệng và nói với bạn bên cạnh mình: Còn theo tớ, đó là cái mông. Và cô giáo tức quá chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học. Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là một học trò hư và không hiểu gì về hình học. Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng: hỗn láo quá, thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này? Vâng, thầy hiệu trưởng và Vova là cùng một ruột mà ra các bạn ạ.
Câu chuyện có tên là Không nghe lời. Bố chất vấn con trai: bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không? Dạ con. Thôi đừng quanh con nữa, hãy nói cho bố biết làm thế nào mà con lại làm được như thế. Vâng, một ông chồng nghe lời mẹ, nghe lời vợ cho hay. Bọn này là hai bố con cùng chịu ăn đòn luôn. Câu chuyện có tên là Cũng chịu thôi. Một cô gái lên chùa cầu khẩn: lạy thánh, xin ngài ban cho con lấy được người chồng, một là vô cùng giàu có, hai là có quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, bốn là vô cùng chung thủy với con. Thánh mỉm cười trả lời: ba điều trên con xin ta đều có thể ban cho, nhưng đã có ba điều ấy mà con lại xin kèm theo điều thứ tư là sự chung thủy của anh ta, thì đến ta là thánh cũng chịu. Vâng, một người như vậy đâu có dễ. Quyền cao chức trọng lắm tiền, trẻ đẹp trai, chung thủy nữa. Câu chuyện có tên là Không thể chịu nổi. Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách: vì sao trong đợt hội thao vừa rồi đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta? Không những thế còn mắng nhiếc, sỉ nhục, thậm chí còn suýt hành hung hai người dân địa phương. Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi người địa phương ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên họ nói chuyện anh em, chim sa, tổ lá, sa cành, rồi thề non hẹn biển. Mặc dù phải nghe toàn điều lừa đảo, nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ. Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn kiên quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc anh dân địa phương giở con dao nhíp ra và định khắc tên chị dân địa phương vào mông em, thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Chuẩn. Có nhiều đứa lắm cái trò khắc tên người yêu, khắc tình yêu vào lắm. Toàn nơi mà di tích lịch sử hoặc là những nơi đẹp đẽ, tự nhiên khắc cái mặt mày vào để làm gì? Để cho thiên hạ nó chửi người yêu mày à? Nói không có văn hóa thì lại tự ái. Câu chuyện có tên là Bông hồng. Suzy khóc nức nở với bạn gái: Gret là một tay đê tiện, hắn ta làm gì cậu vậy? Người bạn lo lắng hỏi. Tối hôm nọ hắn đến tặng tớ một bông hồng và nói: anh đến nhà bạn anh xem trận khai mạc World Cup là anh về ngay. Anh xin thề sẽ lại có mặt bên em khi bông hồng này bắt đầu héo. Thế rồi anh ta mất tâm từ lúc đó đến bây giờ. Còn bông hồng thì đã héo tàn. Không, đó là một bông hồng giấy. Vâng, một câu chuyện rất là hách não. Câu chuyện có tên là Chung ý tưởng. Hai cậu bé nói chuyện với nhau. Ê, tao hỏi mày cái này nha. Nói đi. Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào? Con lợn. Mày suy nghĩ giống con chó quá. Vâng, một câu chuyện rất là láo. Hai thằng bạn dễ đánh nhau lắm. Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Khắc Công xin gửi đến các bạn có tên là Lần đầu tiên. Người khách bước vào một nhà hàng có tấm bảng lớn:
sẽ trả 500 đô nếu không thỏa mãn được yêu cầu của quý vị. Khi người phục vụ hỏi ông khách muốn dùng gì, ông ta trả lời: cho tôi một cái đuôi voi dùng với bánh mì lúa mạch đen. Một lát sau, chủ nhà hàng chạy ra đến gần bàn khách và đập 5 tờ 100 đô xuống bàn. Lần này thì anh thắng, nhưng tôi muốn cho anh biết đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua chúng tôi hết bánh lúa mạch đen. Vâng, quán rất là chất, ngay cả đuôi voi mà cũng phục vụ được luôn, là các bạn hiểu quán chất cỡ nào. Quán chỉ thiếu mỗi bánh mì lúa đen, lúa mạch đen nên mới phải đền 500 đô thôi đó. Ghê thật. Bye bye mọi người nhé.